Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đến dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, và đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tướng. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng hôm nay một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân, là sự quan tâm đặc biệt, là sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đây là niềm vinh dự tự hào của hai đồng chí, đồng thời cũng là niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân, là trọng trách của hai đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.